Ok, we We are live. are Đầu tiên em xin chào anh với chị. Em cảm ơn anh chị đã nhận lời mời sang trang page của Kevin để nói chuyện ngày hôm nay. Thì trước tiên để các bạn trên trang biết đến Kevin cũng như là để xin giới thiệu một chút background về mình để các bạn mới follow biết đến thì Kevin đang sống ở Kentucky cùng với vợ và hai con gái. Kevin đang làm nail và bên đặt cạnh đó Kevin cũng đang sở hữu kinh doanh kỹ thuật số. Thì hôm nay em rất là vinh hạnh lần đầu tiên trên trang page của em đã go live cũng khá nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên em mời được một cặp đôi đến trang của em. Thì trước tiên em xin anh với chị giới thiệu một chút về mình để các bạn trên trang page được biết nha. Xin mời. Giờ xin chào các bạn. Đây bà xã mình, để mình giới thiệu chút rồi mình xin cho bà xã ha. Thì mình tên là John Trần, hiện mình đang sống ở Florida, USA với bà xã và hai đứa con. Thì công việc của John thì anh làm chủ tiệm nail và cho anh cũng làm về mortgage, cho mướn nhà cửa và cho một số nhà cho mướn, và song song thì cho anh cũng làm cho mình một doanh nghiệp online thực số toàn cầu này. Và xin bà xã có gì ta? Xin cũng hôm nay Kevin cũng thank you Kevin mời Cindy với ông xã mình. Thì Cindy cũng xin chào các anh chị và các bạn, cả nhà đang xem cái buổi go live của Kevin với Cindy and John. Thì cũng chúc cả nhà một buổi tối và cũng buổi sáng toàn cầu, các bạn cũng vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Nói sao nó đi. Hôm nay mình cũng go live cũng mới mới cũng không có go live là nhiều ha, cũng là ngày thứ hai thành ra cũng chưa có gần lắm thì các Dạ bạn không sao anh, cũng công việc này cố mình học hỏi từ từ anh. gắng. Dạ thì càng ngày mình cứ take action, mình cứ tập mỗi ngày thì nó sẽ tiến bộ thôi. Chứ em hồi đầu em vô mới đầu em go live cũng run lắm, vô không biết nói gì rồi nói cũng lập bập, nhưng mà thời gian từ từ mình cũng tập cái gì mình cũng cho thời gian mình làm thì nó sẽ better hơn. Đây Thì cũng ra cho nó xưa, hồi xưa giờ thì mình cũng đâu có lên, mà kiểu mà công việc của mình đâu có lên như kiểu trên máy móc này đây, thành ra mình lên cũng hơi 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 gung ha. Ok thì Bữa nay bên anh thời tiết sao? Nắng đẹp không? Bên em thì Hôm nay ở Miami cũng trời cũng mưa nhiều lắm á, giấc chiều á mưa 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 cũng mát mát ha, Kevin cũng đỡ. Bên bên Kevin chắc cũng Em bên em thì cũng buổi sáng thì cũng mây, em tưởng là mưa chứ nhưng mà không có mưa, nó chỉ mát mát nó dịu thôi, là chiều thì trời nắng. cái công việc này á mình cũng rất là vui, nhưng mà cũng rất là cảm ơn đến cái công việc online kỹ thuật số này, mà giữa vợ chồng của Cindy với Kevin nó xa, thật là xa vậy đó. Không biết là mỗi người ở bên Kentucky, mỗi người ở bên Florida mà cũng kết nối với nhau mà làm như một cái người thân trong gia đình, rất là hân Đó. hạnh, rất là vui đến việc này. Em cũng rất là vinh hạnh rồi biết tới anh chị, nhờ có cái kinh doanh này mà mình ở xa mà hai tiểu bang khác nhau mà từ trước tới giờ mình không biết, mà nhờ kinh doanh này mình biết được rất là nhiều bạn bè trên khắp thế giới á anh chị. Mà ở đây mà cho anh với bà xã liên hệ tới bên Kentucky, bên Kevin Nếu ha, mà vui nếu mà có dịp á. nào Cầu đi qua đây mà anh chị ghé Kentucky để biết gà rán KFC như thế nào. qua đó phải ghé đó cái chỗ mà original. Anh chị có tiệm nail hả? Cũng đang kinh doanh. Thì vợ chồng mình hồi xưa, hồi lúc trước mấy chục năm, 20 mấy năm trước thì mình ở bên Cali, thì mình chuyển qua bên xanh bên Miami ở Florida đã 20 mấy năm rồi, thì cũng đã làm tiệm nail.
Rồi sau đó thì mình cũng hiện nay mình cũng là làm về mortgage cho mướn nhà cửa. Dạ, như vậy thì anh chị vừa có tiệm nail nè, rồi làm mortgage nè, nhà nè, rồi bây giờ thêm một cái kinh doanh digital online như vậy thì Công tiền này đó mới 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 làm được chứ còn biết mới biết kia mình mà Kevin. mới làm được chứ còn Em cũng đang làm nail, dạ, nhưng mà em thấy là nail mình nó chiếm thời gian rất là nhiều rồi, rồi cộng thêm anh chị làm nhà nữa, vừa hai công việc rồi bây giờ kiếm công việc thứ ba nữa. lúc đầu á thì lúc mình còn trẻ đó thì mình nghĩ là cái sức của mình đó, nó còn mạnh mẽ thì mình đã làm nail, mình nghĩ là ok cái đồng lương nó đã ok rồi thì mình nghĩ mình không có nghĩ tới cái sau này. Nhưng mà khi mà đã tới tuổi mình á, sức khỏe mình nó giảm dần đi á thì mình nói là trời mình phải thay đổi, tại vì mình muốn cái backup plan cho mình có thể về hưu sớm hơn dự định, chứ còn mà nếu mình để làm nail hoài thì mình không có cái sức của mình để làm để đến khi mình bị thai thì như mình đi vào cái công tìm ra được cái mô hình online kỹ thuật số này thì vợ chồng mình rất là vui và hạnh phúc và có thời gian cho con nhiều hơn. Thì hôm nay mình cũng rất cảm ơn cái đến business online kỹ thuật số này. Dạ thì cũng giống như em đó chị, em cũng làm nail nay cũng hơn 15 năm rồi thì nghề nail mình nó giúp cho gia đình mình có cuộc sống ổn định, nhưng mà mình phải bám ở tiệm rất là nhiều giờ, một Mỗi ngày ngày 10 12 tiếng, cho nên là không có thời gian, rồi cộng thêm cái nữa sức khỏe của mình nó, mình làm đúng nail lâu năm rồi. nó sức khỏe nó càng ngày càng giảm. Như lúc trước em làm ngày 10 người khách đi, bây giờ em làm ngày không không được 10 người khách, Không nói tại cho sức khỏe mình nó cũng giảm rồi, cho nên là em nghĩ là bây giờ 5-7 năm tới em phải làm cái gì, một kiếm một công việc một cái công việc song song đó để mình làm, để mình dự trù rủi cái tình huống mà sức khỏe mình nó có xấu đi hoặc là nó có giảm đi, mình làm cái lượng khách ít lợi nhưng mà mình có thêm một công việc thứ hai á, thì nó sẽ better hơn là một công việc. Dạ đúng rồi. Thì em Cái mình làm tiệm nail á, thì Cindy qua bên Mỹ kết hôn với ông xã thì mình đã làm tiệm nail đã hai mươi mấy năm rồi. Khi đến bước chân đến cái nước thứ hai này á, thì chỉ làm biết cài đó là cơm áo gạo tiền thôi, thì mình nghĩ là mình còn trẻ mình còn sức. Nhưng mà khi mà cái tuổi mình con mình nó đã lớn rồi thì cũng đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng bây giờ mình cũng hối tiếc thì mình cũng không có lấy lại được, đúng không? Nó đã trôi qua rồi thì bây giờ mình cũng không có muốn để cho nó mất mát như vậy nữa, thành ra mình tìm đến cái business online này. Thì như câu nãy giờ mình cũng nói là thôi bây giờ mình muốn trao cho những cái người nào ngoài kia coi cái live show của mình đi, nói là cũng muốn cho các anh chị nào mà cũng muốn thay đổi giống cuộc sống của vợ chồng mình hoặc là Kevin, như anh em của chúng tôi là không có biết nhau nhưng mà bây giờ đã là một cái business partner, như là một cái đại gia đình đã kết nối toàn cầu. Thì có anh chị nào mà muốn nghe cái live show của mấy anh em của chúng tôi thì cũng đừng ngần ngại, muốn thay đổi cuộc sống mình thì tham gia vào cái công việc này để mà tiết thay kiệm thời đổi. gian lại, thay đổi để mà có một cái cuộc sống cho gia đình và cho bản thân mình. Tiếp theo cái chia sẻ của chị, em thấy như nè, giống như là bà em với anh chị có cái tiệm nail thì mình làm chủ tiệm thì mình có cái thu nhập, có nghĩa là ngày nào mình đi làm thì có thu nhập ngày đó, Đúng còn mình không có đi làm, mình mắc công chuyện nhà hoặc là con cái nó bệnh hay mình đi vacation mình chơi thì mình ngày nào mình làm là có tiền, còn mình nghỉ là mình không có tiền, cho nên đó là một cái mình nghĩ là thụ mình động, không có nhưng mà tiền. một cái bị động của cái kinh doanh truyền thống của mình, cho nên là mình phải tìm một cái công việc nào mà nó thông minh hơn, mà không phải là mình làm việc chăm chỉ mà mình phải làm việc thông minh hơn, thì có nghĩa là mình công việc nào mà mình làm ít hơn hoặc là không làm nhưng mà vẫn có income, có nghĩa là mình làm ít cái số giờ ít hơn là làm nail, nhưng mà mình cái số cái đồng lương của mình nó có thể là bằng hoặc là hơn cái công việc hiện tại đó, thì rất là may mắn mấy anh em mình
gặp được một cái kinh doanh này, đó là một cũng là một cái cơ hội và cũng như là cái may mắn của anh đối với mình. Thì tiếp theo anh John có thể chia sẻ, giống như bây giờ anh chị đã kinh doanh một cái tiệm nail rồi mua những cái nhà cho thuê, thì đó là những cái kinh doanh truyền thống. Rồi bây giờ qua cái kinh doanh online này, anh chị thấy được cái vốn đầu tư giữa cái kinh doanh anh chị đang làm là kinh doanh truyền thống rồi cái kinh doanh online này á, nó có cái điểm nào khác nhau, anh có thể chia sẻ Dạ, được cái đoạn rất anh thấy. là, dạ, nó cảm ơn Kevin hỏi câu hỏi. Thì cái câu hỏi nó cũng hay lắm, tại vì cái công việc mà của John làm, các bạn thì nói chung cái hiện tại bây giờ thì các bạn biết một căn nhà nó rất là đắt. Nếu mình mua một căn nhà thì nó đắt, mà mình cho mướn ra thì dĩ nhiên là nó cũng được, đúng không? Nhưng mà Cái cái vốn nhà đầu tư á. cái vốn đầu tư nó rất là Dạ. cao. Còn mình vào cái công việc, cái kinh doanh này của mình á, mình không có bỏ ra cái gì hết á. Nói đúng ra là mình không có bỏ vốn đầu tư gì hết. Mình chỉ bỏ một cái phần chút nào đó thôi, nhìn thấy không? Rất Nhưng là mà nhỏ rất ha. là nhỏ, rất là Dạ. nhỏ so với mà một căn căn nhà thì nó không có là cái gì hết trơn. Nó không Dạ. có gì hết trơn. Nhưng mà nó lại cái một cái mức đi của nó rất là thông minh, cái mức đi của nó rất là giống như cái hoạt động của nó đó, nó sẽ hoạt động 24 giờ. Còn cái công việc của anh đó thì anh phải chăm sóc, thí dụ như cái system về của mình đi á, mình không cần phải chăm sóc nó, tại vì cái hệ thống nó đi như vậy rồi, cái hệ thống nó giúp mình làm việc trên 24. Mình chỉ nhầm lúc mình đang ngủ, như anh cách mới mới một ngày nay anh thức dậy một cái anh thấy là list của anh nó vô ào ào. À, Mình thấy happy, mình đó là cái thú công vị việc của làm trong mình cái nó tuyệt vời như kế vậy. đi hoạch ngủ đi ngủ mà mình thức dậy là mình thấy là cái list mình nó vô trong cái system mình nó đầy hết trơn. đấy ha. Và cái so với cái công việc truyền thống và cái công việc mà mình anh em mình vô Online kỹ thuật số. online kỹ thuật số này đấy, là nó rất là tuyệt vời, không có cái công việc nào mà có thể so sánh với cái công việc như anh đã từng làm những cái công việc khác. Anh cũng làm nhiều công việc lắm, nhưng mà khi mà cưới bà xã rồi thì anh đã làm qua ngành nail. Thì hồi trước đó anh cũng làm về điện tử, anh cũng làm về tùm lum hết, Dạ. nhiều công việc lắm. Nhưng mà khi cưới bà xã rồi thì làm mở tiệm tiệm rồi làm chung với bà xã thôi, thì cũng hoạt động vậy, rồi sau này mình làm thêm kinh doanh mortgage này kia nọ, thí dụ. Dạ. Em thấy một cái trong cái business mình á, như để anh chị là một cái chiến thắng 50% rồi. Anh chị có biết sao không? Tại vì em biết được trong kinh doanh mình á, có rất là nhiều, đa số người vợ làm người chồng không đồng ý, hoặc là người chồng làm người vợ không đồng ý, nhưng mà ở đây anh chị đã đồng lòng, đã thấy được cái cơ hội và bắt tay vô làm. Thì bây giờ em cũng xin chúc mừng anh với chị đã một thời gian ngắn tham gia thôi, nhưng mà anh chị bắt đầu cái cây của mình trồng bắt đầu nó đã ra hoa và bắt đầu nó có kết quả. Dạ, thì Kevin. đó cũng chúc mừng anh chị. Cảm ơn Thì Kevin. quay trở lại cái vấn đề mà anh chị tham gia, cho em hỏi một cái câu như thế này, thì anh chị có thể chia sẻ đến các bạn nào mà đang tìm hiểu, mà ví dụ như khi mà người chồng hoặc là người vợ thấy được cái cơ hội này mà có cái người phối ngẫu, cái người còn lại á, không có đồng ý, không có support cho làm, thì anh chị có cái lời khuyên nào để cho cả hai để thấy được cái cơ hội này để mà họ bắt đầu tìm hiểu để mà Nói sao đây? Đúng rồi chị Nếu xinh đẹp. mà khi mình nói vậy cho mình xin gửi lời những anh chị hoặc là các bạn nào ở ngoài kia có đang xem cái buổi talk show của anh em của chúng tôi, thì cũng như là thí dụ ông xã mà không có cho bà xã làm, hoặc đừng có mà như là một cái này là một cái công việc, chứ không phải là thí dụ như là người vợ mà đi mình đi chơi hoặc mình shopping hay là mình đi dùng tiền gì đâu. Cái này là một cái công việc để có thể là
một người người vợ đó để mà lo cho gia đình chứ không phải mà lo riêng cho bản thân của cô ta, thì cũng đừng có mà cản trở trong cái công việc kinh doanh đo này. Một cái công việc này rất là phát triển cho chúng ta. Nếu mà cái người vợ hoặc là người chồng mà tham gia vào nó thì mình cũng nên ủng hộ, cái đó là cái gia đình của mình, cái tương lai của gia đình của chúng ta chứ không phải là riêng về bản thân người nào hết. Thì cũng xin gửi lời đến anh chị và các bạn thì cũng support nhau, đừng có mà như là cản trở cái cầu phản đối cái công việc đó. Cái công việc này rất là như anh em với chúng tôi rất là thành công, thì những cái người mà đã tham gia vào đó thì cũng đã thấy một cái sự phát triển mạnh mẽ, cũng có cái tiềm năng, thành ra các anh chị nó cũng phải chui vào, thì cũng đừng có một gia đình cũng đừng có phản đối gì cái công việc này. Công việc này chúng tôi làm được thì các anh chị cũng làm được. Em cảm ơn cái chia sẻ của chị. Thì em thấy như thế này, khi mà bắt đầu một cái công việc nào đó thì cái sự nghi ngờ của mình là có. Giống như bây giờ mình muốn đi mở tiệm nail đi, mình thấy người ta mở được mà mình muốn mở giống họ, mà mình cứ lo, mình cứ sợ, mình cứ nghĩ là không biết là mình làm có được, có thành công giống họ hay không. Mình cứ đứng ở ngoài mà mình trong bụng mình đó, thì mình muốn làm nhưng mà mình sợ, mà mình không có cho thích cái action để cho mình cái bản thân mình một cái cơ hội để mà mình làm. Thì mình chỉ đứng ở ngoài mình nghĩ, mình ao ước thôi, thì em nghĩ là cả cuộc đời mình chắc mình không có làm được Cái gì công hết. việc nào cũng vậy hết, khi mình biết không, cũng nhiều người cũng sợ, cũng nhiều người cũng không biết, nhưng mà mình quyết tâm làm thì phải thành công thôi. Nhưng mà các anh chị nào đó hoặc là các bạn đó chưa có đủ để mà bản lĩnh hoặc là chín chắn để mà làm công việc. Chứ còn thí dụ như mình nói là mở ra một cái tiệm thì cũng hơi là lo ngại là nó lớn, tại mình phải mướn location, mình phải lo từ lưa tùm lum hết. Còn cái công việc này rất là đơn giản, mà một cái vốn đầu tư nó rất là nhỏ, nó không có đáng gì hết á. Thì nghĩ là mình cũng muốn gửi lời đến các anh chị nào mà có xem qua những cái buổi go live hoặc là những cái ad gì ở trên Facebook hay là YouTube, các anh chị nào nói những cái business online kỹ thuật số này thì cũng đừng có ngần ngại mà chui vào cho mình một cái công việc. Tại vì cái kinh doanh này á, nó đã system, nó hướng dẫn mình rồi, mình không có cái lo ngại. Còn khi mà mình mở cái business ở ngoài á, truyền thống á, thì mình phải lo giấy phép, mình phải lo CD, mình phải lo điện nước, mình phải lo những cái mướn location, mình lo tùm lum hết những Ngoài ra cái nếu mà giấy tờ mình đó. không có thợ, họ không có Còn mình employee, mình phải còn muốn lại. employee, mình phải deal với khách, mình deal với employee. Còn cái công việc của anh em của mình làm đây á, công việc là kỹ thuật số toàn cầu này, vì cái system nó đã lo cho mình hết rồi, mình chỉ biết là cái manage những cái công việc của mình làm thôi, thì những cái việc back up đó sau lưng đó thì cũng có coach và mentor lo cho mình hết, thì mình không có lo gì hết á. Cái công việc này very little, để mà rất là cái vốn đầu tư rất là nhỏ, nó không có xứng đáng, nó không có cái gì mà để mình phải lo ngại mà phải chui vào cái công việc này. Dạ, nếu mà em nói so với cái tiệm nail á, thì cái business mà anh chị em mình đang làm đây á, nó chỉ không bằng một 1/10 của Đúng khi rồi, mà mình mở nhà hàng. không Dạ, có gì hết. cho Nhưng nên mà khi mình biết không, cũng nhiều người cũng đâu có biết đến công việc mình làm đâu, cũng nhiều người chưa biết. Bây giờ cái kinh doanh của anh em mình làm á, là nó rất là nhiều người đã mà tham gia rồi, đã hơn 165.000 người rồi, thì đã là rất là cái cộng đồng người ta mình đã mở lớn rộng rồi. Nhưng mà cũng có một cái phần nữa là anh em, những các anh chị nào ở phía ngoài chưa có tìm hiểu tới. Nhưng nhầm lúc á, anh chị cũng còn cái ngần ngại để mà tham gia vào, muốn làm nhưng mà nhầm lúc cũng hơi ngần ngại. Thì mình hôm nay nói thì chắc cũng có anh chị nào cũng coi qua, thì cũng đừng có ngần ngại nữa để Cho mà mình cơ hội cho mình đi. một cơ hội. Chứ mới mới thay đổi cuộc sống mình, nếu mình không bước vào mình làm á thì đâu có biết được đó, nó ra sao đúng không? Mình chỉ đứng ngoài, mình chỉ nhìn thôi á, thì mình không có biết được cái công việc ở trong nó như thế nào. Thành ra mình cũng muốn gửi lời đến các anh chị nào thì mạnh dạn lên, đừng có ngần ngại để chơi vào công việc đó mình làm, để có thể mình về hưu sớm hơn mình dự định nè.
rồi mình cứ trau dồi cho sức khỏe, mình có thời gian cho gia đình mình nữa, cái đó là rất là tuyệt vời. Trong cái kinh doanh mình em thấy những anh chị đi trước á, thì họ chỉ bỏ thời gian ra, họ từ khi họ tham gia vào cái kinh doanh này đến khi mà họ đạt được cái cột mốc quan trọng, em thấy cái thời gian nó rất là ngắn. Ngắn hơn với cái công việc truyền thống mình. Anh nghĩ nếu mà bây giờ anh mở một tiệm nail đi, cái tiệm nail cái vốn nó rất là cao, thí dụ mình mở 100 200 ngàn, thí dụ là như vậy, mà bao nhiêu lâu mình mới lấy được cái số vốn đó lại, thì trong cái trong anh cho cái thời gian mà trong 3 năm không bao giờ mà ai mà có thể lấy cái vốn được. Tại vì mình lấy vốn không có nghĩa là mình đã lấy vốn cái mình bỏ vô trong túi mình, mà mình mỗi ngày mình làm, thí dụ mình làm đó mình sẽ trả cho thợ nè, mình phải trả tiền mướn nè, mình phải trả tiền bảo hiểm mình mua Cho tiệm. cho những người thợ của mình nè, rồi mình phải trả cho rất là nhiều loại bảo hiểm. Như anh làm về corporation đó thì anh trả đủ thứ loại loại bảo hiểm hết, nhiều nhiều loại bảo hiểm rồi mình sẽ trả bằng trả đủ thứ rất là nhiều. Thành ra nếu mà mình lấy rồi mình phải chi ra mình trả lại, trong thời gian mấy năm đâu có bao giờ mình lấy lại cái tiệm mình được. Vậy còn cái số vốn của mình bỏ vào cái công việc online trực số này của mình nó rất là nhỏ. Trong khi đó nó mà các anh chị đã từng vào công việc này thời gian rất là ngắn mà các anh chị rất là thành công, rất là thành công. Có những các anh chị không biết về những cái gì hết á, nhưng mà vô đây cái system đã nó train cho mình hết, nó train mình từ từ A đến Z, tức là nó hệ thống rất là thông minh. Mình ở ngoài đây dầu cho mình bất cứ là mình một cái ngành nghề gì, một một người kỹ sư bác sĩ nào, mà nhưng mà mình vô cái system này là một con số không, mình sẽ theo cái hệ thống của system nó sẽ để train cho mình từ bắt đầu hết, thì mình cứ theo cái hệ thống mình cứ làm. Và nếu mà các bạn cố gắng thì mỗi một người nó có từng mọi cái khả năng khác nhau, không có nghĩa là ô các anh chị vô vô trước mà các anh chị sẽ thành công, mà mình vô sau mình hết tùy theo cái khả năng của mình bỏ vô cái này là cái business của mình nên nhớ là cái này là business, cái kia cũng là một cái mối business của mình, thì các bạn cứ cứ nghĩ mình phải bỏ cái thời gian cho nó nữa. Đó là vậy, cái mặc dù mình có một cái hệ thống để chạy để run cho mình, nhưng mình phải phải biết để Như thay cho là nó. hôm nay Cindy đang đi ở tiệm làm nail, thế thì mỗi ngày cái làm nail mình đó thì mỗi ngày phải có mặt ở tiệm, rồi mình phải bỏ công sức mình mới làm tiền được, chứ còn mình không có. Rồi hôm nay mình cũng đi về sớm luôn, tại vì mình có cái list, mình có cái khúc trên kho mình không có ở đây. Hôm nay mình về sớm tại vì cái system nó đã làm cho mình. Thành ra thời gian này thì Cindy cũng giảm cái giờ lợi ở cái công việc chính của mình để có thời gian cho con hơn. Chứ còn mà thời lúc trước mình chưa tham gia vào đó, làm sáng 9 giờ mình mới đến tiệm tới 7 8 giờ tối, nhằm khi 9 giờ tối mình mới về nhà, chưa có gì cả nữa. Thời gian nó quá nhiều. Em cũng giống chị, em cũng thấy được cái tiềm năng của cái business này, cho nên là bắt em chuẩn bị đi vacation, rồi sau khi mà em quay trở lại, em về thăm quê hương đó, thì em quay trở lại Mỹ này đó, thì em cũng giảm cái giờ làm của em xuống để em tập trung nhiều hơn cho cái business online này. Thì tại vì em bắt đầu có kết quả rồi, cho nên em thấy được cái tiềm năng Cái của cái tiềm năng business này, cho nên là mình phải bỏ thời gian thêm cho nó, thì nó sẽ phát triển theo cái chiều hướng của mình mong muốn. Thì các anh chị và các bạn cứ nghĩ đi, tại sao mà một ngày mình đi làm 10 đến 12 tiếng mà mình phải làm đến 65 tuổi mình mới được nghỉ hưu, còn bây giờ tại sao mà mình, trong khi một cái công việc mình một ngày mình chỉ bỏ 1 đến 2 tiếng thôi, tiếng và mình chỉ có làm chăm chỉ trong vòng 2 đến 3 năm, em cho nếu mà mình đi chậm á, mình làm 5 năm thì mình cũng thành công, mà mình sau 5 năm đó mình không phải làm nhiều nữa, mà đúng rồi mình vẫn có cái tiền thụ động đó. Như vậy tại sao mình không cho mình một cái cơ hội, mình tìm hiểu cái công việc này, mình làm
mấy chục năm, bây giờ mình chỉ làm năm ba năm thôi, như vậy thì cái năm ba nào á. năm là phải thành Dạ, cho công nên là việc này phải thành công trong thời gian đó. cho nên là mình mà hơn cái công việc này là mình tự làm chủ mình, còn cái kia mình phải đi làm, mình làm mà, bây giờ anh nói ví dụ như tiệm nail anh chị làm chủ tiệm nail chứ em nghĩ là chủ tiệm nail nó làm chủ là anh chị, tại bây giờ Làm chủ lại mình đúng nha. à, tại bây giờ anh chị có tiệm nail anh chị đâu có thể là bỏ đi vacation đâu được cầm Đó một là hai cái tháng vấn đề, đúng không? nó là chủ của mình nhưng mà không chủ nó. Ý Nói là thí dụ bây giờ anh chị nào làm nail thì nó biết rồi đúng không? Như mình làm chủ, như khi mình nói là bây giờ làm chủ lại cho mình, thí dụ một người chủ, người thợ làm chủ cho người chủ, người chủ thì nó cứ như là mình mỗi ngày mà mình phải điêu gì đó, nhức đầu lắm luôn. Lý do anh Cái chị lý của do tôi là đây. như lý do đó là Cindy với vợ chồng mình đó là phải thay đổi cuộc sống thì tham gia vào cái công việc này. Cũng nhiều anh chị nói là ơi tao không có giờ, tao không có giờ, nhưng mà mình muốn Cindy cũng muốn nhắn nhủ đến các anh chị nào mà có nghe nói là ô mình không có giờ. Nếu mà anh chị đi làm 10 tiếng, 12 tiếng hoặc là 8 tiếng full time ở ngoài, nhưng mà bây giờ mình ngắn lại hết 6 tiếng rồi, 5 6 tiếng, 5 6 giờ rồi thì mình chỉ còn 1 2 giờ trong một ngày thôi. Sao mình không làm được? Mình phải làm được thôi, mình phải tạo cho mình một cơ hội để mà cho có thời gian nhiều cho mình hơn, thì cái đó là cái điều rất là tuyệt vời cho gia đình và cho bản thân đúng không? Thì mình cũng muốn gửi lời đến là các anh chị đừng có ngần ngại, phải kiếm giờ cho mình, phải tạo cho mình cái giờ để mà cho tương lai của mình thay đổi. Chứ còn mà mình theo làm theo của mình á thì 10 tiếng 8 tiếng một ngày á thì làm hoài thì cái sức khỏe của mình nó càng ngày nó càng giảm đi rồi, đâu có như còn tuổi trẻ hoài được. Thành ra như vậy là vợ chồng mình mới tham gia vào. Hôm nay mình cũng rất là vui. Khi mình biết không, khi mà mình đi qua tiệm á, cái giờ hả, làm cảm thấy là hai vợ chồng như mình nói là không có cãi nhau nữa. Mỗi lần á stress quá trời luôn, xin thì không biết đổ cho ai, đổ cho ông xã, Do cái biên lịch này có nó vui đó chị. làm Có ra có thêm bạn bè rồi, mình biết tất cả bạn bè trên thế giới rồi, công việc này mình gì được chia sẻ, mình giúp đỡ lẫn nhau. Còn đâu. bây giờ ví dụ như neo anh với chị đi, em á, anh tiệm anh ở đầu này tiệm em đầu này, mình đâu có giúp đỡ nhau, đâu có học hỏi lẫn nhau đâu, nhưng mà trong kinh Còn doanh còn này kinh mình doanh nữa chứ, còn cạnh dạ tranh nữa nó nhưng mà chưa trong cái kinh doanh này mình giúp giúp đỡ lẫn nhau, giống như anh chị giờ mình cùng làm cái kinh doanh online thì cái công việc mình lên chia sẻ như thế này mà cũng là một mình đang giúp lại dẫn lẫn nhau đó, thì em rất là thích cái công việc này, nó Anh thấy cái công việc này nó rất là tuyệt vời cho nên anh chị mới tham gia, tại vì anh thấy cái công việc làm nail như làm về những cái công việc khác của anh đó thì nó chiếm rất là nhiều giờ, cho nên anh muốn vào đây để thu hút thời gian lại để mình có thể mình về hưu sớm hơn là như cái dự định của mình. Nếu mà mình về hưu thì cái hệ thống, cái system của mình nó vẫn làm việc, nhưng mà cái công việc này nó cũng rất tuyệt vời là cho dù mình đi bất cứ nơi đâu thì mình cũng làm việc được. Mình không cần phải như cái một cái tiệm nail của anh phải bỏ ra mười mấy giờ mà anh phải ở đó, còn nếu mà anh đi là nó giống như mình mới nói hồi nãy là nó làm chủ lên mình đó. Một cái em thấy Mình thì nó anh không có cho gì giống như luôn. bây giờ anh em mình có tiệm nail đi, bây giờ cái tiệm nail của anh giống như bây giờ nó phát triển khách rất nhiều, bây giờ ví dụ như anh 65 tuổi anh retire anh không làm chủ nữa, anh để lại cho con của anh thì con của anh chưa chắc nó đã Đúng thích làm nail, chính xác. và nó sẽ có thể là nó bán cái tiệm nail để nó lấy tiền nó xài và nó làm cái chuyện khác. Còn cái kinh doanh của mình, cái kinh doanh online này khi mà cái hệ thống của mình nó phát triển rồi thì bây giờ cho dù anh không làm nữa đi thì anh vẫn để lại cho con cho cháu anh, tại vì cái hệ thống nó run rồi, bây giờ con cháu anh nó đâu có cần làm gì nữa, để nhưng mà nó Để vẫn cái có thời tiền. con cháu mình là Cái nó đó là làm quá. cái điều tuyệt vời nhất, cái đó là mình xin đi thích nhất, đó là để là chuyện mình còn thế hệ sau mình truyền đạt cho Đúng con rồi, để đi cho theo nên mình. bây giờ các thời gian nó cũng có hạn, cho nên là các anh chị và các bạn nào đang xem cái buổi go live của ba anh em mình thì các bạn hãy take action, cho mình một cái cơ hội đi tìm hiểu cái bí mật này là gì, thì bằng cách là các anh chị và các bạn hãy bỏ tên
và địa chỉ email vào website của Kevin là kevintufam.com hoặc là website của anh John đó là cindyjohn.com, thì anh John và Kevin sẽ reach out đến tất cả đến các bạn và sẽ gửi các bạn những thông tin đầy đủ chính xác để giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về cái business này. À, nếu mà các bạn nào mà có quan tâm đến cái công việc của anh em chúng tôi làm thì qua Facebook của Kê Bình Phạm phải không? Facebook của Kê Bình Phạm hoặc là Facebook bên John Trần hoặc Cindy Trần thì nhắn lại cái message thì anh em của chúng tôi và bên cái system sẽ gửi cho các bạn là 90 phút free workshop về video tiếng Anh và 40 phút về tiếng Việt. Bây giờ hệ thống của này đã làm đã có một cái system chain về tiếng Việt rất là dễ hiểu, thì các bạn anh em nào mà không có hiểu rõ về tiếng Anh nhiều thì có một nguyên có cộng đồng tiếng Việt rồi thì đừng có lo ngại để mà tham gia vào để mà thay đổi cuộc sống của chúng ta, để cho gia đình của mình được nhiều hạnh phúc hơn, có nhiều sức khỏe hơn, thì có một cái thu nhập thụ động thì đừng có ngần ngại để mà trôi vào để tìm hiểu sâu hơn. Ok rồi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều và hy vọng sẽ gặp lại anh chị trong một buổi go live tiếp theo. Buổi nói chuyện hôm nay rất Ok, là thú vị nhưng cảm mà thời gian nó không có cho phép mình nói chuyện nhiều. ơn Ok Kevin rồi, nha. cảm ơn. Xin chào anh chị. Chào các bạn, Xin có lúc chào. bye bye. Ok bye anh chị.